Chào các bạn. Xin giới thiệu với các bạn tác dụng của vị thuốc địa cốt bì theo y học hiện đại và y học cổ truyền. Vị thuốc địa cốt bì là vỏ rễ của cây câu kỳ phơi hay sấy khô. Cây câu kỳ mọc hoang và trồng nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Ở Việt Nam, cây bắt đầu được trồng ở Đà Lạt và Hà Nội nhưng chưa nhiều. Cây ưa sáng, ưa ẩm. Thu hái vào trước đầu mùa xuân hoặc cuối mùa thu. Công dụng của địa cốt bì theo y học hiện đại. 1. Giảm sốt dạng chiết nước và chiết cồn từ vị thuốc thử nghiệm trên thỏ cho kết quả giảm sốt rất tốt. 2. Ổn định đường huyết. Thí nghiệm trên loài thỏ cho thấy tác dụng hạ đường của nước sắc địa cốt bì sau khi dùng thuốc 4 đến 5 g. 3. Hạ cholesterol máu. Trên thỏ, cao lỏng địa cốt bì làm giảm cholesterol toàn phần trong máu một cách rõ rệt, còn triglycerides thì ảnh hưởng không nhiều lắm. Chất bê tanh trong địa cốt bì có tác dụng bảo vệ gan chống nhiễm mỡ. 4. Tác dụng đối với huyết áp trên chó mèo, thỏ, chuột nhất trắng, địa cốt bì có tác dụng hạ huyết áp trung bình, thời gian hạ áp ngắn. 5. Kháng khuẩn. Dịch chiết địa cốt bì có tác dụng ức chế rõ các vi khuẩn gây bệnh đường ruột như Bacillus typhi, Shigella. Tác dụng của địa cốt bì theo y học cổ truyền. Theo y học cổ truyền, địa cốt bì là vị thuốc có tính vị ngọt, đạm, lạnh, quy kinh phế, can, thận. Tác dụng: lương huyết thoái trương thanh phế giáng hỏa. Chỉ định, chứng âm hư phát nhiệt, đạo hãn cốt trưng thường dùng cùng với chi mẫu, miết giáp, ngân xài hồ như bài đề cốt bì thang. Chứng phế nhiệt khái thấu, thường dùng cùng tăng bạch bì, cam thảo như bài trạch bạch tán. Chứng nhiệt bức huyết phong hành gây nôn ra máu, chảy máu mũi, đái ra máu, thường dùng cùng với bạch mau căn, chắc bá diệp. Chú ý, không dùng khi tỳ vị hư hàn, ngoại cảm phong hàn. Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn vị thuốc địa cốt bì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.